trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh, giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Kính chào quý vị, Đại lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Và kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nói về hành trang sửa soạn cho sự thắng lợi của năm 2017. Chúng ta có chủ đề của ngày hôm nay là bởi vì năm nay là năm Đinh Dậu hành hỏa, tức là mùa hạ và mùa hạ những tháng năm, tháng sáu, tháng bảy là những tháng vào mùa hạ thì sự sinh động, cái hành khí nó vượng, cho nên là mọi sự thành tựu của con người, thành công thất bại nó đều vào trong mùa hạ hết. Nay chúng ta đang ở trong mùa xuân thì chúng ta cần phải sửa soạn những gì để chúng ta có sự thành công cho cái mùa hạ. Và kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết đó, vào mùa xuân thì mùa xuân vừa qua là cái mùa tôi gọi nó bị có cái sao triệt, là gặp cái tuế phá, nó ở trong cái xung đối của thái tuế. Cho nên mùa xuân của chúng ta vừa qua là chúng ta đã qua 1-2 tháng đầy sóng gió, đầy chuyên chuyên, đầy vất vả, không có tạo được cái sự nghiệp gì hết, không được việc gì hết. Chúng ta phải chờ đến mùa hạ, cho nên chúng ta sửa soạn để mà đón mùa hạ như vậy. Mùa xuân đã qua vô cùng xấu, nhất là cho những người tuổi nhâm, tuổi canh, tuổi quý và tuổi giáp, và nặng cho những người tuổi dần, tuổi mão, tuổi thìn. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang ở trong cái tháng thìn, là cái tháng này là chúng ta đang sửa soạn bước vào mùa hạ của tháng tới, cho nên chúng ta cần phải sửa soạn hành trang một cách rõ ràng, chúng ta phải phấn khởi. Sự việc của trong một lá số tử vi thì quý vị biết rằng là sự đời đó thì chúng ta luôn luôn cần phải sắp xếp, chúng ta làm cái business nào đó, những cái điều kiện gì đó để thành công, chúng ta phải sửa soạn ngay từ bước bây giờ. Chúng ta phải sắp xếp, tôi gọi là người Mỹ tôi gọi là set up to be success, thì chúng ta phải sắp xếp công việc sẽ làm cái gì, sắp xếp để chúng ta đến cái lúc đó nó gặp đúng những điều kiện chúng ta xếp, chúng ta sẽ được thành công. Và không có gì tốt hơn là chúng ta nên cố gắng xét qua cái lá số tử vi của mình, xem mình thành tựu hay thất bại, chúng ta cộng hưởng vào, chúng ta kiểm tra. Đôi khi có những yếu tố đưa chúng ta đến thất bại thì chúng ta phải gạt bỏ yếu tố ra, chúng ta phải bỏ sự đoạn mình đi, lấy sự trường mình chặn lên sự đoạn đó để chúng ta tạo sự thành công. Đó là việc sửa soạn cho cái mùa hạ sắp tới. Và quý vị biết rằng là mùa hạ chúng ta bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 cho đến ngày 22 tháng 7. Đó là những ngày tháng chúng ta tạo được sự thành công trong đời của mình. Đặc biệt mùa hạ năm nay thì chúng ta có lộc tồn mà đào hoa hồng loan cũng ở trong cái cung ngọ. Như thế thì mùa hạ năm nay, ngày 26 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6, đó là cái việc rất tốt đẹp cho mọi người đi đến cái việc ta gọi rằng là tình cảm gia đình, lấy vợ, lấy chồng, những người mà mới quen nhau, đi chơi xa, có thể thành vợ, thành chồng được. Bởi vì cái sự mà ta gọi là đào hoa, hồng loan, lộc tồn khi nó đóng vào trong một cái cung đó, thì những duyên tình nó dễ mở lắm, cho nên chúng ta có nhiều cái cơ hội để quen biết, lập gia đình, để mà vợ chồng hàn gắn lại vân vân vào ngày 26 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6. Và mọi sự của chúng ta sẽ đi vào trong cái tam hợp của Tỵ Dậu Sửu, là chúng ta vào mùa hạ, nhất là vào ngày 26 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5 là những ngày chúng ta bắt đầu khởi sự một cái công việc của năm. Còn những tháng vừa qua của chúng ta cho đến ngày 25 tháng 4 thì mới hoàn toàn chấm dứt, là những tháng chúng ta gọi là gánh nhiều cái khó khăn từ những cái năm trước, chúng ta phải trở về, chúng ta đỡ hết tất cả cái. Mỗi một năm có sự việc khác nhau hoàn toàn, nhưng mà năm nay thì những điều tôi đã dặn đó, tức là ngày 26 tháng 4 trở đi chúng ta bắt đầu khởi sự có những công việc để chúng ta bươn chải và tạo sự thành công của năm nay, nhất là mùa hạ và đến mùa thu. Chúng ta sẽ bàn đến phần kế tiếp của mùa thu là như thế. Chúc quý vị nhớ những lời, mong quý vị nhớ những lời mà tôi nói vừa qua để chúng ta tạo ra sự thành công của chúng ta. Thành công thất bại hay không của chúng ta có thể thấy được vào mùa hạ, nhưng mà bận nhất công việc của chúng ta sẽ vào mùa thu. Tôi sẽ nói vào cái ngày mùa thu sau. Đó là cái sửa soạn cho hành trang của cái hành hỏa mùa hạ, bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5, rồi đến ngày 26 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6. Đó là những cái ngày tháng vô cùng quan trọng cho chúng ta tạo được sự thành công trong năm là như vậy.
Đến đây tôi xin phép và vâng, giảng giải lá số tử vi. Kính thưa quý vị, khi quý vị gọi vào số 714-893-3264, khi quý vị gọi vào thì xin quý vị có thể là tránh xa cái điện thoại cùng với cái tivi, hoặc là chúng ta phải quay về hướng khác, hoặc là chúng ta sẽ phải tắt cái tivi, để lúc đó thì cái communication chúng ta, cái sóng của chúng ta nó mới được truyền tiếp được, nếu không chúng ta sẽ bị conflict. Xin quý vị thông cảm dùm. Xin cho biết năm tháng ngày giờ của người kế tiếp ạ. Ngày 2 tây tháng 3 1948. Tôi xin lặp lại, ngày 2 tây tháng 3 năm 1948, và xin cho biết là sinh lúc 20:35. 20:35, như vậy là người này sẽ rơi vào giờ Tuất. Giờ Tuất đó, tôi xin phát trình bày lá số người này, người nữ này như sau. Người đàn bà này sinh vào ngày 2 tháng 3 năm 1948 và giờ Tuất, thì người này có cái mệnh cừu môn nhé, mệnh cừu môn có quan phù thái tuế bạch hổ, là ở trong cái tam hợp thái tuế đó, là cuộc đời của người này là bận rộn suốt rồi nhé, lúc nào cũng bươn chải, không bao giờ có thể ngồi yên nghỉ ngơi được đâu. Nhưng mà làm việc gì thì có cái hoa khoa chiếu đó, hoa khoa chiếu và lại có thiên đồng nữa, tức là cái người á, là bản tâm thì lo lắng lo tạo cái cơ nghiệp sự nghiệp, nhưng mà cuộc đời thì chiếu ra cái cảnh thiên đồng hóa khoa, người ta nhìn vô thấy mình là cái người tốt và người đẹp và cái người lành tốt đẹp, nhưng mà làm việc gì hả cũng năng nổ làm lắm, nhưng mà rồi cuối cùng bỏ ngang hết, không có làm được gì liên tục được, bởi vì cái thân nó bị trệt, cho nên là làm cuối cùng rớt hết, làm cuối cùng rớt hết, cuối một cuộc đời của mình tiền bạc thì tôi gọi rằng là tiền nó vô tay trái rồi ra cái tay phải, cả một cuộc đời đầy sóng gió chông gai, mà cuộc đời của mình tôi gọi là chỉ có tâm lành lo mọi thứ thôi, được có cái là lấy chồng, một người chồng tương đối lành hiền, và như vậy rồi sinh con đẻ cái, đến cuối đời của mình là một người chung chung mà thôi nhá, có vợ chồng con cái và sống cuộc đời tàn đủ cho cuộc đời của mình, đó là số lượng số mệnh như thế. Rồi xin phép qua người có câu hỏi đó được không? Tự vì giờ cũng có không biết có thể có lập gia đình nữa được không? Lập gia đình được. Số của bà tên là thân ngồi thái dương, có bị triệt thiên phủ ngồi địa không. Số này là số chỉ có một chồng mà thôi nhá. Số một chồng mà thôi. Sở dĩ mà ngày xưa đó bà ngày xưa đó, cái giai đoạn khi bà 36, 37 tuổi vào tới liêm sát đó, thì có thể là gây gỗ và ăn hiếp chồng và làm sai nhiều quá, cuối cùng chồng nó bỏ ra đi đó nha. Số bà chỉ có một chồng mà thôi, có bạn thì được nha. Xin chúc bà. Dạ, nhưng mà có bạn thấy nhiều người đeo nhưng mà không thấy, không có thành công, không có tiến tới có được. Bạn, có bạn quen thôi chứ không bao giờ thành được vợ chồng rồi đâu, vì số của bà chỉ có một chồng mà thôi nha. Dạ, thôi cảm ơn. Xin cho biết năm tháng ngày sinh của người kế tiếp ạ. Dạ, ngày 22 tháng 1 năm 1966, lúc 9 giờ sáng. Ngày 22 tháng 1 năm 1966, lúc 9 giờ sáng. 9 giờ sáng, rồi. Như thế tôi xin phát giảng lá số người nữ ngày sau. Người nữ sinh vào ngày 22 tháng 1 năm 1966 và lúc 9 giờ sáng. Người nữ này có mệnh thái dương. Đây xin cho biết rằng là người đàn bà mà có sao thái dương, tức là cái người mà ở bên trong cái tâm mạng á, thì nó là cái người tôi gọi là từ cái sự quyết định làm việc gì, giống như đàn ông á nha, làm việc gì cũng muốn cố gắng tạo cái cơ nghiệp của mình mà thôi. Người này có việc làm vững vàng thôi, nhưng mà tiền thì tôi gọi là không có nha, vì cái mệnh khi mà kiếm được đồng tiền, kiếm tiền càng nhiều mình dễ bệnh nha, và không có bổn mạng người, chỉ làm việc được thôi. Nếu mà càng giàu có thì càng có nhiều bệnh và mau chết đó nha. Người này thì nói chung là 1-2 năm nữa sẽ vào đến bệnh tật đó. Nhớ như vậy, nếu mà mình không có tiền thì mình sống, còn giữ nhiều tiền vì đồng tiền sẽ bị chết vì tiền. Đó là cái điều cơ bản nhất của lá số như vậy. Có chồng nha, có chồng là người chồng tương đối giỏi hơn mình, tài hoa hơn mình, và làm việc tháo vát hơn người, hơn bà nha, có tiền hơn bà. Sự lực số mệnh là như thế. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Con sinh ngày 23 tháng 11 1958, khoảng 8-9-10 giờ gì đó thầy, mà nữ. Thầy coi dùm con năm nay sao hả thầy? Rồi tôi xin lặp lại, ngày 23 tháng 11 năm 1958. Dạ, nữ. Và sinh là vào lúc 11 giờ sáng hay 11 giờ tối? Từ 8 giờ đến 10 giờ
từ 8 giờ đến 10 giờ hơn 11 giờ đó thầy. Tại cái giờ con không chắc lắm. Nếu mà như thế thì phải thiền nhé. Ngày 23 tháng 1 năm 1958. Dạ, từ 8 giờ trở đi tức là giờ thiền đó. Người nữ này thứ nhất tôi cho biết rằng là mệnh cái vũ tham ngộ hóa lộc thiên cô thiên việt hóa khoa. Đây là người nữ phải nói rằng là rất là thông minh, rất là giỏi, học hành tương đối, học hành tương đối vững vàng đó. Là bởi vì cái thiết người này đó là có mệnh có khôi việt mà có hóa lộc nữa, nhưng mà vì đi không cho nên cuối cùng mệnh có quả tú nữa, cuối cùng là có chồng có con, làm việc rất là cực khổ, tiền bạc rất là chông gai, sóng gió, không có được cái nhẹ nhàng của tâm tư đâu. Cuộc đời đầy những cái phải bươn chải chiến đấu, bởi vì thân có liêm phá ngộ đào nữa. Thành ra là cuộc đời nó đầy cái sự làm việc khó khăn, chông gai, có chồng, có con. Nhưng mà rồi cuộc đời cũng phải tự lo hết tất cả cái. Người này nó đã 60 tuổi rồi, đã vừa qua một cái triệt rồi. Càng về già thì cuộc đời mới càng khá, còn ở cái trung vận vô cùng khó khăn nhá, về già mới càng sung sướng. Hậu vận rất là tốt, tốt. Dạ. Càng về già thì càng sung sướng, càng có sức khỏe, càng mọi sự tốt đẹp nha. Còn lúc trẻ thì đầy phải trong gai sóng gió, còn lúc tiền vận thì rất là tốt nha. Tức là người này thua ở trung vận mà được ở tiền vận và hậu vận. Chúc may mắn. Dạ, cảm ơn thầy. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. Dạ, ngày 6 tháng 10 năm 93. Sinh 5 giờ sáng. Tôi xin lặp lại, ngày 6 tháng 10 năm 93. Tháng 10 năm 93, 5 giờ sáng. Và lúc 5 giờ sáng, người này có một cái số mệnh như sau. Người này mệnh thiên lương đó, người nữ này á, thì là một đời tôi gọi là cố gắng để mà tạo cái sự nghiệp của mình đó. Nhưng mà người này thầy cho biết rằng là làm việc giỏi, thấp vác giỏi lắm, làm việc cũng giỏi. Nam. Người nam này đó, người nam này thì cũng là người nam này thì đây là một người đàn ông gọi là hiền lương, cố gắng làm việc, nhưng mà người này sẽ không lập được gia đình đâu, khó lắm nha. Sẽ có bạn gái ở bạn gái thời gian rồi cuối cùng chia tay nha. Cuối cùng chia tay vào đường vợ đường con rất là chóng vắng. Tiền bạc này thì làm việc đâu đó đàng hoàng, đi đây đi đó, có tiền có bạc, có chức phận có công việc, nhưng mà cuộc đời đầy sóng gió chông gai và cái hào vợ rất là dở. Tức là vợ con sẽ có nhưng mà giống như không, giờ nó không có ý nghĩa gì trên giấy tờ hết. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.